Trung thu là Tết đoàn viên, là nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam, bởi nó mang cho mình nguồn gốc cũng như ý nghĩa đầy thú vị. Nhưng có lẽ không phải ai trong chúng ta cũng biết rõ về sự tích huyền bí cũng như phong tục của ngày Tết Trung thu. Chỉ biết vào ngày rằm trăng sáng nhất, rộn nhất và mọi người quay quần bên mâm cỗ. Vậy hãy cùng nhau loại ngược thời gian, quay về thời với dân gian, cùng nhau lý giải phong tục Tết Trung thu đầy ý nghĩa này nhé. Tết Trung thu là Tết của nhiều nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines. Mỗi quốc gia có một bản sắc riêng. Ở Việt Nam, Tết Trung thu theo âm lịch là ngày rằm tháng 8 hàng năm. Đây đã trở thành ngày Tết của trẻ em, Tết thiếu nhi, còn được gọi là Tết trong tranh, Tết đoàn viên hay Tết hoa đăng. Tết Trung thu Việt Nam gắn liền với hình ảnh chú cuội chị Hằng, Tết thiếu nhi, trẻ em được tặng quà bánh, nhiều món bánh kẹo. Tết Trung thu được tổ chức vào thời Lý, vua Lý muốn tạ ơn rồng thần đã mang mưa đến cho mùa màng bội thu, cho dân ấm no. Tết Trung thu có các tục là tục chơi lồng đèn, tục ngắm trăng, tục phá cổ, tục múa lân. Cuối cùng là cái biểu tượng bánh Trung thu có ý nghĩa gì, cũng như là ý nghĩa ngày Tết Trung thu thời nay. Phong tục Tết Trung thu về chơi đèn lồng. Đèn làm cho trẻ em là đèn từ các cọng tre nướng, những chiếc đèn ông sao thể hiện sự ấm no và hạnh phúc của gia đình. Người ta thường tổ chức cho trẻ em cùng nhau rước đèn khắp thôn xóm, khu phố trong đêm Trung thu. Tục ngắm tranh. Tranh có ý nghĩa là nông nghiệp lúa nước. Rằm tháng 8 là thời điểm thời tiết rất là đẹp, khí hậu mát mẻ, ánh trăng sáng soi rõ cảnh vật về đêm. Thời điểm này cũng là lúc nhà nông nhàn rỗi nhất, người dân có thể ngắm cảnh hưởng nghiệp và hòa mình vào đất trời. Sau khi phá cổ, các gia đình tìm chỗ ngắm tranh cao. Tục phá cổ trong Tết Trung thu là người dân bày những cái quà bánh Trung thu, trà nước để cúng trăng và tế trời đất, cùng cầu mong sự tốt lành, mùa màng bội thu và sự đoàn viên trong gia đình. Đến khi trăng lên tới đỉnh đầu, chính là giây phút phá cổ, mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức hương vị Tết Trung thu. Múa lân trong Tết Trung thu thường diễn ra vào ngày 14-15 tháng 8. Lân là điềm lành đến với mọi nhà. Múa lân đèn là mang ước mong, mang điềm lành đến với mọi nhà. Bánh Trung thu là biểu tượng của sự đoàn viên trong gia đình, hoặc là còn gọi là sự đoàn tụ. Bánh làm từ nhân hạt sen, trứng muối, bột đường. Ngày nay, Tết Trung thu không còn là Tết riêng cho các trẻ em nữa. Tết Trung thu nay là dịp các doanh nghiệp tặng quà cho nhân viên, các công ty cũng nhân dịp này tặng quà cho nhau, đặc biệt là biếu quà cho khách hàng. Nào hãy cùng mình đi xem cái nhộn nhịp vui đón Tết Trung thu ở phố Đình quận 5. Ở đây bán đủ các loại đèn lồng, từ hình cá chép, sư tử, bướm bướm cho đến những cái loại đèn xếp bằng giấy, những cái loại đèn đồ chơi bằng nhựa,
còi, các loại đèn làm từ lon Coca-Cola hoặc là những cái vỏ chai khác. Được bày bán ở khắp các khu phố. Năm nay do tình hình Covid nên lượng bánh không có nhiều phong phú như mọi năm. Nhưng mình thì không nên ăn quá nhiều bánh trung thu, trừ khi bạn muốn cơ thể của mình tròn giống như mặt trăng. Con phố phủ kín các loại đèn lồng, người bán người mua tấp nập nhộn nhịp. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé.